quý vị đã chương trình trực diện TV. Vụ đại án diễn ra trong cái mùa Covid-19, đó là vụ chuyến bay giải cứu. Cái vụ án này sau khi được cơ quan chức năng phanh phui và đưa ra ánh sáng, và sau đó thì cơ quan tòa án cũng đã đem ra xét xử. Và những cái bản án đã được tuyên ra đối với những người đã từng là cựu những cái cán bộ rất là quan trọng. Chúng ta thấy nổi cộm như là trường hợp của ông Tô Anh Dũng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi một cái người là cục trưởng của cục lãnh sự. Và nhiều các quan chức khác nữa có liên quan đến nhiều bộ ngành rất là khác nhau, kể cả trung ương, kể cả địa phương. Và cái vụ chuyến bay giải cứu đó sau khi mà được xét xử sơ thẩm đó, chúng ta thấy rằng đa phần là các bị cáo đều nhận tội. Kể cả bị truy tố, bị buộc tội về cái tội gọi là nhận hối lộ, tội đưa hối lộ hay là những cái tội lừa đảo khác, nhưng mà đa phần là người ta nhận tội hết. Chỉ riêng duy nhất một cái người, và cái người này đã bị tòa án sơ thẩm là đánh giá rằng là không có thành khẩn khai báo, không có ăn năn hối cải. Và tại phiên tòa cũng như là tại cơ quan điều tra là quanh co chối tội. Cái người này là một cái cựu cán bộ điều tra, một cái sĩ quan điều tra của Bộ Công an của Việt Nam, cho nên là anh này rất là có kinh nghiệm về cái vấn đề điều tra, hiểu thế nào là chứng cứ, hiểu thế nào là lời khai và hiểu thế nào là cái sự nhận tội. Đó là cái người điều tra mà chúng ta còn nhớ ở tại phiên tòa sơ thẩm đó, điều tra viên mang tên là Hoàng Văn Hưng. Thì bây giờ các vụ án và chuyến bay giải cứu đã chuẩn bị để mà mở lại cái phiên tòa gọi là phiên tòa phúc thẩm. Sau khi mà xử cái phiên tòa sơ thẩm thì tất cả các bị cáo đều chống án. Đa phần thì các bị cáo là chống án, chống án xin giảm nhẹ, chống án để mà xin xem xét. Còn riêng đối với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thì gọi là chống án để mà kêu kêu oan. Thì cái việc mà kêu oan này chúng ta biết là trước mắt là chúng ta hãy nhìn là đây là cái người cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nha, cái người mặc áo màu trắng đây. Và được công an viên trẻ tuổi dẫn giải ra tại phiên tòa. Thì cái việc mà một người như là Hoàng Văn Hưng, chúng ta thấy ông Hoàng Văn Hưng này đó là tại phiên tòa sơ thẩm thì người ta cáo buộc là ông Hoàng Văn Hưng có nhận tiền của người khác để mà đưa, mà thông qua một cái cặp tác. Trong đó đó thì cặp tác có chứa là cái số tiền mà người đưa thì họ đã nói cái con số rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì ông Hoàng Văn Hưng thì cho rằng là trong cặp tác đó chỉ có đựng mấy chai rượu thôi, chứ không phải là tiền. Và nhưng mà tất cả những cái lời khai, tất cả những cái chứng cứ khác, những cái người mà họ đưa tiền hoặc là các cái nhân chứng thì người ta đều nói khác đi. Chính vì vậy trên những cái cơ sở mà tổng hợp nhiều cái chứng cứ khác, cơ quan chức năng phải nói rằng rất là mạnh mẽ, đặc biệt là viện kiểm sát, đặc biệt là tòa án, và ngay cả cơ quan công an nữa, đã buộc tội đối với Hoàng Văn Hưng và buộc Hoàng Văn Hưng là cái người phải chịu trách nhiệm về cái số tiền đã nhận, và đã xử Hoàng Văn Hưng với cái mức án là chung thân, một cái mức án vô cùng nặng. Bởi vì mức án mà chung thân thì chúng ta đã hiểu rồi, bởi vì Hoàng Văn Hưng là cái người không nhận tội, quanh co chối tội. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà xử sơ thẩm đó thì chúng ta thấy rằng dư luận cũng có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có cả một số những cái luật sư vỉa hè cũng có, luật sư có bằng cũng có, luật sư mà hành nghề mà gọi là trên mạng cũng có, luật sư rồi những người không phải là luật sư, rồi ngay cả cái cộng đồng ở hải ngoại thì cũng có nhiều cái tờ báo Việt ngữ cũng chạy theo nói rằng là cái bản án đó là không có thuyết phục, rồi nào là người bị cáo người ta kêu oan như vậy, rồi bây giờ hồi trước bây giờ có dân oan, rồi bây giờ có điều tra viên oan, rồi thậm chí là có quan oan nữa, họ nói đủ thứ chuyện hết. Và họ cho rằng là áp đặt các chứng cứ để mà xử oan cho Hoàng Văn Hưng. Và nói rằng không có cái chứng cứ gì cả. Cái camera này có quay là quay thấy ông Hoàng Văn Hưng cầm lấy cái cặp thôi, đưa cái cặp đó vậy thôi. Và còn trong cái cặp có cái gì thì camera đâu bao giờ thấy được đâu.
và tại phiên tòa người ta chiếu cái thước phim đó thôi chứ người ta đâu có soi được cái bên trong là cái gì, đâu có nội soi được cái đó đâu. Cái đồng tiền thì cũng không không có đưa ra cái chứng cứ là cái tiền đó người ta có đánh dấu mà số gì chưa, hay là người ta có một cái chứng cứ gì gọi là trực tiếp để mà có thể buộc tội được. Chính vì vậy và cũng hiểu được cái cách đó cho nên ông Hoàng Văn Hưng ngay từ đầu đã chối tội, tức nghĩa là bắt tận tay mà mới có thể thừa nhận được. Và tại phiên tòa thì ông Hoàng Văn Hưng đã trà cãi rất là dữ dội, thậm chí là thề sống thề chết và cũng nói rằng sẽ chống án và chống án tới cùng và bảo vệ đeo đuổi cái việc mà đòi cái công đạo và kêu oan, gọi là coi như là lấy cái tính mạng của mình ra kêu oan luôn nữa. Rất là dữ dội, rất là quyết liệt. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó hoàn toàn nó chuyển biến khác rồi. Chúng ta thấy rằng báo chí ngày hôm nay đã đăng một cái bản tin nói rằng ông Ngày Hoàng 23 Văn tháng Hưng, 12, và luật cụ sư thể bị đó cáo Hoàng là Văn thông qua Hưng, luật sư của trưởng văn mình, phòng thuộc cơ quan thì an ninh điều luật tra. sư của mình đó là đã ông này á, trước đây là cựu trưởng phòng thuộc cơ quan an ninh điều tra nha, cái vai trò rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu, thuộc Bộ Công an luôn đó. Và ông Hưng á, thì luật sư của ông cho biết rằng là đã gửi đơn để mà đến tòa án, và bây giờ thì cái đơn gọi là cái gì, đơn xin nhận tội. Trong cái quá trình chuẩn bị để mà xét xử phúc thẩm thì ông Hoàng Văn Hưng nhận tội, lật ngược hoàn toàn hết, đã tạo ra một cái điều bất ngờ. Bất ngờ này cho cả dư luận nữa, và một cái điều này nó rất là hụt hẫng cho những cái kẻ mà nó vịnh vào cái vụ của ông Hoàng Văn Hưng để nó nói rằng cái bản án này hoang sai, hay là cái bản án này là áp đặt đối với ông Hoàng Văn Hưng, hoặc là tòa án xử mà không có dựa theo những cái chứng cứ trực tiếp, những cái chứng cứ mà đủ thuyết phục mà cũng không có nhận được cái lời khai của Hoàng Văn Hưng. Thì bây giờ những cái ý kiến đó hoàn toàn bị sụp đổ hết. Bởi vì Hoàng Văn Hưng đã nhận tội, đã gửi đơn đến cái tòa án, và đồng thời đó thì cũng tác động nhờ người thân bạn bè nộp thay cái số tiền 18,8 tỷ đồng tiền Việt Nam, gọi là nhằm khắc Bộ Công phục an này cho hậu biết. quả vụ án. Thì chúng ta thấy rằng đó, và cùng với bên đó nữa thì cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng xin với tòa án rằng xin được xét xử vắng mặt. Thì cái việc mà đừng xin xét xử vắng mặt thì không biết là tòa án người ta có cho phép hay không, bởi vì ông Hoàng Văn Hưng thì hiện giờ đang ở trong trại giam, và tòa án thì họ có cái quyết định nhiều khi họ trích sức ra để mà dẫn giải cái bị cáo đến cái phiên tòa để mà chịu đứng trước vành móng ngựa để mà xét xử. Hoàng Văn Hưng đã chống án, và cái việc mình chống án mặc dù trước đây là kêu oan, bây giờ có thay đổi cái ý kiến là nhận tội. Nhận tội tức nghĩa rằng cái việc chống án đó nó không còn theo cái kiểu làm kêu oan nữa, mà nhận tội như vậy thì có nhiều người hỏi rằng có phải là còn chống án hay không, thì thật ra cũng là chống án, nhưng mà đã nhận tội rồi thì có thể là tòa án họ xem xét để mà giảm nhẹ, chắc chắn là có thể được giảm nhẹ, bởi vì luật cũng có quy định trong những cái vụ án mà đối với vật chất đó mà có cái bồi thường, và cái bồi thường mà gọi là khắc phục hậu quả mà mang tính chất mà nó toàn bộ như vậy, thì có thể là ông Hoàng Văn Hưng tới đây sẽ bị ra xét xử thay vì chung thân thì bây giờ chỉ còn có 20 năm thôi, có khi là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó, phiên tòa sơ thẩm trong suốt cái quá trình điều tra cũng như là xét xử sơ thẩm thì Hoàng Văn Hưng lúc nào cũng khai rằng không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc, và đề nghị cơ quan tố tụng đó phải đưa ra các cái chứng cứ trong cái trường hợp mà buộc tội cho mình. Cái tiền mà ông Hoàng Văn Hưng khai đó là nhận tiền từ cựu phó giám đốc của công an Hà Nội, chúng ta đã nhớ cái sự việc đó, để mà chạy án cho ông tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của công ty Bầu Trời Xanh. Ông phó giám đốc công an Hà Nội là cái người trực tiếp coi như là đã khai rằng đã đưa tiền và thông qua một cái cộng tác. Và chúng ta thấy rằng đó, cái việc mà hội đồng xét xử qua cái vụ án này đó thì thật ra là trong cái vụ án này không phải là Hoàng Văn Hưng không mà còn nhiều cái bị cáo khác 20 người khác trong cái vụ án chuyến bay giải cứu cũng đã có gửi đơn sang xin kháng cáo. Trong 18 người xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt thì có bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, tổng cục gọi là cục trưởng cục lãnh sự đó,
rồi ngay cả Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, và Vũ Anh Tuấn là cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam. Cả ba người này đều bị cấp tòa cấp sơ thẩm phạt tù về chung thân đối với cái tội là nhận hối lộ. Còn đối với ông cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Tô Anh Dũng, cũng như là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là Trần Văn Tân, cũng xin kháng cáo để mà giảm nhẹ hình phạt. Cả một cái bầy bị cáo mà chúng ta thấy là toàn là tai to mặt bự. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bây giờ thì bị buộc tội. Thì trước những cái phiên tòa như vậy, có người thì dũng cảm riêu riếu nhận tội. Thật ra thì họ dũng cảm gì, có khi là chứng cứ nó quá rõ ràng đi, họ không chối được nữa, cho nên là thành ra họ nhận tội. Và nhận tội thì bây giờ cũng xin giảm nhẹ, cũng phải riêu riếu để mà xin tòa án để mà giảm nhẹ. Còn đối với ông Hoàng Văn Hưng thì lúc đầu kêu oan, thách thức các cơ quan chức năng dữ lắm, lý luận dữ dội lắm, cãi quyết liệt lắm, bởi vì ông này là người của cán bộ điều tra. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng đó, qua cái vụ án này đó, thì mới thấy được là cái việc mà khởi tố, cái việc điều tra, cái việc truy tố và xét xử của cái hệ thống pháp luật của Việt Nam. Và đến bây giờ mà ông Hoàng Văn Hưng nhận tội đó, là cho thấy rằng đó là một thành quả của cơ quan chức năng. Khi mà chúng tôi thấy cái phiên tòa sơ thẩm với những cái chứng cứ như vậy và cái sự biệt tội của phía bên tòa án, là nhiều người cũng tạo ra cái sự hoài nghi. Họ cho rằng nhiều khi chứng cứ trực tiếp đâu, có đồng tiền nào mà đồng tiền họ nhận, mấy anh lấy cái chứng cứ gì mà nói rằng trong cái cặp táp đó có tiền. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã thấy là gió đổi chiều hoàn toàn. Và tại sao mà ông Hoàng Văn Hưng phải nhận tội thì cái điều này cũng rất là dễ để mà lý giải. Bởi vì ông ta biết rằng là có khi không chối tội được, có khi thì cơ quan chức năng người ta còn có những cái chứng cứ khác nữa. Và có khi những lời khai của những cái nhân chứng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là ở tại phiên tòa phúc thẩm cũng không thể làm gì khác được. Và cái khả năng y án thì nó rất là cao nếu như không nhận tội. Và nếu mà y án cao thì chắc chắn là ông ta sẽ bị án chung thân. Và sau cái bản án mà phúc thẩm rồi đó, thì để mà chống án cái bản án phúc thẩm này vô cùng khó khăn. Chúng ta biết rằng luật pháp của Việt Nam, hiến pháp của Việt Nam cũng quy định rằng một công dân là qua hai cấp xét xử. Hai cấp xét xử là chính yếu, còn ngoại trừ những cái trường hợp vô cùng đặc biệt, phải có những cái chứng cứ mà làm thay đổi toàn bộ vụ án, hoặc làm chứng nhận rằng cái bản án là quan sai các thứ đó, mới có thể là xem xét thêm những cái việc mà xét xử một cái cấp nữa, gọi là tái thẩm hay là giám đốc thẩm. Không bao giờ dễ dàng cả, đa phần là chỉ hai cấp thôi. Và nếu như mà bị cái án chung thân là một cái bản án rất là nặng nề, vả lại mình là cái người mà gọi là không nhận tội, mình là người chay lì, mình là người không có chịu bồi thường, không nhận tội là có gì để bồi thường. Và không nhận tội, không bồi thường thì lại càng ảnh hưởng nhiều hơn nữa, có khi nó lại liên quan đến cái vấn đề mà cải tạo. Án chung thân mà đến cải tạo mà không có bồi thường, không có các thứ thì dĩ nhiên là người ta đánh giá nó không có tốt rồi. Thời gian ở tù sẽ rất là lâu, cải tạo có thể bị ảnh hưởng rất là nhiều. Chính vì hiểu những cái điều đó ở trong cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, cho nên ông Hoàng Văn Hưng, và sau khi mà suy nghĩ bây giờ đã chuẩn bị tới phúc thẩm, thì thôi bây giờ nhả cái tiền nó ra, nhận tội để mà nhận cái mức án, có khi là tòa án người ta thử 15 năm, chứ 20 năm gì đó. 20 năm thì nhiều khi cũng chỉ ở 10 năm, có khi là ít hơn một chút, người ta cũng có thể xem xét để mà giảm nhẹ. Rồi từng bước thì tổng cộng thì chung là nhiều khi 10 năm có thể là ở ra rồi. Cho nên rằng đây là một, gọi là một cái sự sáng suốt, đây là một sự tỉnh ngộ. Và sau khi mà cương lên, tức nghĩa là dâng mình ra để mà đấu lý, để mà thách thức cơ quan chức năng, và tưởng là cơ quan chức năng người ta không dám sờ gái mình, mình là người quá hiểu biết, nhưng mà không, cơ quan chức năng là ở phía bên Việt Nam, người ta bắt ngay ông Hoàng Văn Hưng này khi mà có những cái lời khai, nhất là những lời khai như là phó giám đốc của công an thành phố Hà Nội. Trong các cái lời khai đó, ngay cả ở tòa bên Hoa Kỳ hay nhiều nơi khác cũng vậy, chúng ta biết rằng ông thẩm phán hay hội đồng xét xử hay là ngay cả những cái người điều tra viên, kiểm sát viên, cái người công tố rồi đó, cái lời khai của những người mà đàng hoàng, của những người uy tín,
những người mà không có nói trước nói sau nó lộn xộn đó thì thường được nghiên cứu nhiều hơn, được tin tưởng nhiều hơn. Và những cái nhân chứng cũng vậy, nhân chứng là những người có uy tín, những người mà đàng hoàng, những cái người mà người ta cho rằng có cái trách nhiệm, thì cái nhân chứng, cái lời khai mặc dù chỉ là cái lời khai nhưng mà có khi tòa án người ta cũng tin, có khi tòa án họ cũng cho rằng là cái nhân thân của người đó, cái lời khai nó mang cái tính chất xác thực rất là cao. Chính vì cái điều đó chúng ta thấy trong cái vụ án này, cái người mà đưa tiền đó là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội và những cái nhân chứng khác nữa, trong khi Hoàng Văn Hưng thì lanh chanh lách chách, lời lẽ mồm lo mép và mép giả dữ lắm, dữ dội lắm, tại phiên tòa thách thức cơ quan viện kiểm sát, thách thức cơ quan điều tra, làm đủ thứ trò hết. Cuối cùng thì bây giờ thì phải nhận tội thôi. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó, trong cái vụ án này là một vụ án vô cùng bầy hay, và phá cái vụ án đó ra, đây là một cái tội ác nó diễn ra giữa cái mùa Covid-19. Và những cái kẻ mà nó trục lợi trong cái vụ án này phải nói là trời không dung đất không tha, không thể chấp nhận được. Những cái cán bộ vô cùng thối hóa biến chất, nó chỉ lợi dụng vào có một chút thôi, có ăn được là nó lao vào. Nó lao vào, thí dụ như chúng ta thấy là ông Phạm Trung Kiên đó, là nhận tội hối lộ mà nhận đến 253 lần, kinh khủng luôn. Và tổng số tiền ông này nhận là 42 tỷ 6 đồng. Rồi ông Vũ Anh Tuấn đó, nhận 49 lần với số tiền 27 tỷ đồng. Rồi Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 32 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng. Toàn là nhận chục tỷ đồng, chục tỷ đồng, nghe kinh khủng lắm. Và những cái người mà môi giới hối lộ thì nhận 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt 24 tỷ đồng, kinh khủng quý vị. Cái vụ án này, vụ án có thể nói là vô cùng nhức nhối. Vụ án này là vụ án mà tội ác diễn ra giữa trong cái lúc mà đất nước khó khăn, trong lúc mà người dân đang quằn quại để mà chống dịch, đang né dịch, nhiều người ở nước ngoài, nhiều con em của người Việt xa xứ đang muốn quay về tổ quốc, đang chờ những cái chuyến bay giải cứu, nó mang tính chất nhân đạo vô cùng. Nhà nước Việt Nam lấy tiền ngân sách để mà chi dụng và tạo ra những cái chuyến bay mang tính chất vô cùng là nhân văn như vậy, mà bị cái bọn cán bộ này nó cấu kết với nhau để nó trục lợi, mà nó ăn trên xương máu của đồng bào. Cho nên cái bản án mà xử nặng là cái chuyện rất là đương nhiên thôi. Và lôi được ông Hoàng Văn Hưng, cái người mà núp trong bóng tối, cái người mà nghĩ rằng mình khôn hơn thiên hạ, mình có thể nhận tiền nằm ở trong cái cặp tá và mình nghĩ là mình không có biết gì hết, cứ khai rằng nhận ở trong đó để mấy cái chai rượu hay là để mấy chai nước tương hay là chai xì dầu gì đó thì người ta không có bắt mình được. Nhưng mà không, lần này là cơ quan hệ thống tư pháp của Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng rất là quyết liệt và truy tố, khởi tố và buộc tội luôn. Và cái buộc tội nó bây giờ đã thắng rồi. Đến ngày hôm nay mặc dù chưa xử phúc thẩm nhưng mà với cái đơn mà gọi là nhận tội của Hoàng Văn Hưng thì coi như cơ quan viện kiểm sát, cơ quan điều tra và tòa án phúc thẩm, tòa án sơ thẩm đã thắng rồi. Tức nghĩa là rõ ràng không có dấu hiệu oan sai gì đây. Giống như bị cáo đã nhận tội cơ mà. Bị cáo đã nhận tội là xong rồi. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn đi đến một cái kết luận rằng là cái vụ án này thì đến ngày hôm nay đối với trường hợp của Hoàng Văn Hưng với những cái chứng cứ như vậy và cái việc mà mạnh dạn buộc tội Hoàng Văn Hưng là một cái thành công của các cơ quan chức năng, các cái cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam. Và cái điều này nó cũng phù hợp với cái nguyên tắc chung của cái ngành mà gọi là cái khoa học hình sự của Việt Nam. Hình sự của Việt Nam nó hoàn toàn khác với cái nguyên tắc của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó thì người ta thường hay nói rằng là có thể bỏ lọt tội nhưng mà tránh tối đa là không xử oan sai. Chính vì vậy rồi ở Mỹ đó, người ta cho rằng có khá nhiều những cái vụ án oan sai, có quá nhiều những cái tội phạm nhưng mà ra tòa bị xử trắng án. Bởi vì được xử trắng án bởi vì sao? Nó có tiền, mà chúng ta nghe nói là có nhiều tiền nhờ những cái luật sư giỏi, rồi nó múa mai các thứ đó, rồi những cái kiểu mà dân chủ nhân quyền theo cái kiểu mà họ nói rằng cái tối đa của họ, cho nên thì họ rất là khó để mà buộc tội. Có khi là chứng cứ phải rõ ràng lắm, có khi chỉ có sai phạm tố tụng về mặt hình thức một chút, nhưng nhiều khi người ta hứng hứng người ta cũng bỏ cái bản án luôn, người ta cũng hủy cái buộc buộc tội luôn, rất là kinh khủng.
Trong khi đó thì ở Việt Nam hoàn toàn khác nha. Hoàn toàn khác ở chỗ là vừa không được xử oan sai mà vừa không có bỏ lọt tội phạm nữa. Cái đòi hỏi này nó đúng. Cái đòi hỏi này nó đòi hỏi cơ quan chức năng phải giỏi hơn rất là nhiều và cần phải tập trung. Bởi vì chính mình bỏ oan sai á là cũng bỏ một cái tội ác ở bên ngoài. Như vậy thì pháp luật cũng chả có ra cái gì. Pháp luật cũng không có công minh. Pháp luật như vậy thì cũng không có phải làm cái người mà soi rọi được cái, tìm được cái ánh sáng. Trong khi đó đó là những cái kẻ mà nó gây ác, cái tội ác thì nó nhẫn nhơ ngoài pháp luật. Nó lại tiếp tục gây ác nữa thì sao? Và nó đã gây ác rồi, nhưng mà vì cái gọi là không có chứng cứ, không có này, không có kia thì lại bỏ lọt nó. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng các cái thẩm phán của Việt Nam chính vì vậy thì bị áp lực rất là nhiều và họ phải tính toán rất là kỹ và họ phải rất là giỏi về cái vấn đề mà định định coi như là họ phải có những cái nhận định trên những cái cơ sở gọi là chứng cứ đó. Thì trở lại cái vụ án mà chuyến bay giải cứu trong trường hợp của Hoàng Văn Hưng, khi mà chúng tôi đọc những cái bài báo thấy rằng Hoàng Văn Hưng nhận tội, chúng tôi thấy rồi xong rồi, coi như xong cái vụ án này, xong rồi vụ án này không có còn cái vấn đề gì, không có một cái tì vết nào cửa rồi, như vậy là xong, tức là các bị cáo đều bị xử đúng người đúng tội hết. Và hôm nay thì chúng ta xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và sẽ trả lời quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào.